gạo Zampolica, dầu thực vật này, tinh bột này, khoai tây này, đường tinh luyện này, bột phô mai ngô, glucosi và muối tinh. Đấy là cái thành phần của cái em bánh gạo này nhé. Sản phẩm không dùng cho những người dị ứng với sữa trong gia vị, sữa trong gia vị phô mai ngô. Đấy, những ai mà có thành phần dị ứng với những cái thành phần ở trên thì chúng ta sẽ cân nhắc để chúng ta sử dụng nhé. Đấy, cái hương vị bánh gạo này thì rất chi là tuyệt vời, các bạn nhỏ cũng rất chi là thích ăn luôn. Cái hương vị bánh gạo này là hương vị béo béo ngậy ngậy, rất chi là thơm ngon nhá. Thì bánh gạo này thì có thể mọi người rất chi là thích ăn, nhưng bên cạnh đó thì rất nhiều người cũng thắc mắc rằng bánh gạo này thì có chứa bao nhiêu calo, và bé hay mẹ ăn thì có tăng cân và có mập hay không, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem nhé. Bánh gạo Onon là một thương hiệu này, là bánh gạo Onon này là thương hiệu bánh gạo được nhiều người yêu thích, là một thương hiệu mà được rất nhiều người yêu thích vì vị rất ngon, vì vị rất ngon, dễ ăn và ít ngán. Đấy, và dễ ăn và ít ngán nhé. Tuy nhiên thì nhiều người đặt ra câu hỏi là bánh gạo Onon này có tốt hay không, mỗi bánh có bao nhiêu calo và ăn có mập hay không. Thì hôm nay mọi người cùng theo dõi cái video của em để tìm hiểu xem là bánh này ăn như thế nào nhé. Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về thương hiệu Onon nhé. Bánh gạo Onon là sản phẩm đến từ thương hiệu Onon, một thương hiệu nổi tiếng, một thương hiệu này nổi tiếng của Việt Nam, trực thuộc công ty cổ phần thực phẩm Onon. Đấy, trực thuộc công ty cái cổ phần Onon, và được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn. Bánh có hương vị thơm ngon, bánh rất giòn, bánh chất bánh giòn tan nên được nên là món ăn vặt yêu thích của nhiều người. Đấy, chất bánh thì giòn tan nên là món ăn vặt yêu thích của rất là nhiều người nhé. Đặc biệt thì bánh gạo Onon này có vị còn vinh dự được cấp giấy chứng nhận của vệ sinh an toàn thực phẩm ISO 2022000 và 2025 bởi BSI. Không chỉ là được yêu thích tại Việt Nam, và sản phẩm này thì đã được xuất khẩu và có mặt trên các thị trường trên thế giới như là Hàn Quốc, Trung Quốc, New Zealand, Đài Loan, Singapore, Mỹ và Macau. Đấy, rất chi là được nhiều người yêu thích, đó là như thế nhé. Đấy, chúng ta có thể tìm được bánh gạo Onon này thì có tốt hay không. Thành phần của bánh gạo Onon thì bánh gạo Onon này là được sản xuất bởi với bảng thành phần đơn giản bao gồm là gạo thơm này, tinh bột này, tinh bột biến tính này, đường này, muối, dầu thực vật. Trong đó thì nổi bật là nguyên liệu chính là gạo, gạo Zoban, một loại gạo giống Nhật, chất lượng, có hương thơm nhẹ và góp phần tạo nên độ giòn xốp của chiếc bánh gạo Onon. Đấy, ngoài ra để đáp ứng tiêu chí tốt cho sức khỏe thì những chiếc bánh gạo Onon này còn không chứa phẩm màu, chất bảo quản này, không chứa phẩm màu, chất bảo quản, cholesterol, và đặc biệt là không chiên qua dầu, nên đảm bảo không chiên qua dầu, nên đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối cho người dùng. Đấy chính là cái gạo Onon này chế biến thì chúng ta không hề chiên qua dầu, thế nên là không phải lo là đảm bảo rất tốt cho sức khỏe của người dùng đấy nhá. Ngoài ra thì để đáp ứng tiêu chí tốt cho sức khỏe thì những chiếc bánh gạo Onon này không có màu thực phẩm. Đấy, nên là mọi người hoàn toàn yên tâm có thể sử dụng chiếc bánh gạo này cho trẻ nhỏ và cũng như bản thân mình nhé. Công dụng của bánh gạo Onon, vì được làm từ những cái nguyên liệu rất chi là tự nhiên,
tốt cho sức khỏe, nên những chiếc bánh gạo ăn ngon này còn được cung cấp cho cơ thể các dưỡng chất thiết yếu như protein, canxi, sắt và lượng chất béo phù hợp đấy. Không chỉ cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết mà còn có hương vị thơm ngon với chất bánh giòn tan, nên bánh gạo ăn ngon này được nhiều người từ trẻ em đến người lớn yêu thích và sử dụng như một bữa nhẹ hay là một món ăn vặt bổ sung năng lượng cho cơ thể trong một ngày dài của chúng ta hoạt động nhé. Đấy là bánh gạo ăn ngon này rất chi là tiện lợi như thế. Đây là một cái hương vị, đó là bánh gạo ngon ngon, vị phô mai ngô này thì là bánh gạo ngon ngon vị phô mai ngô nhé. Đối tượng sử dụng thì là bánh gạo ngon ngon này được nghiên cứu công bố, nghiên cứu công thức chế biến chuyên biệt giúp giữ nguyên hương vị này. Giúp giữ nguyên cái hương vị này, dưỡng chất tự nhiên của bất kỳ ai thì cũng có thể thưởng thức, từ trẻ em từ 8 tháng tuổi đến người trưởng thành đều có thể sử dụng nhé, người già đều có thể sử dụng. Thì ngoài ra thì một số loại bánh này còn phù hợp cho người ăn kiêng hay ăn chay. Đấy, người ăn kiêng hay ăn chay thì đều sử dụng được em bánh gạo ngon ngon này nhé. Hướng dẫn sử dụng của em nó là khi chúng ta bánh gạo này thì ngon nhất khi sử dụng ngay khi mở nắp bao bì và giữ trọn cái hương vị thơm ngon và giòn rụm của bánh. Đấy. Sản phẩm này thường được dùng như một món ăn vặt hay một món ăn nhẹ trong các bữa tiệc. Đấy, trong các bữa tiệc tráng miệng hoặc làm quà để dành tặng cho bạn bè, người thân. Đấy. Ngoài ra thì bạn cũng có thể sáng tạo cách sử dụng bánh gạo ngon ngon đa dạng hơn bằng cách kết hợp với rau xanh, củ quả hay là nước để bổ sung thêm chất xơ, vitamin cần thiết cho cơ thể. Lưu ý khi sử dụng và bảo quản của cái chiếc bánh gạo ngon ngon này, nên chọn mua bánh gạo ngon ngon từ những cái nơi nhà phân phối uy tín, chất lượng, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng nhé. Trước khi sử dụng bánh gạo ngon ngon thì chúng ta sẽ kiểm tra kỹ thành phần, thời hạn sử dụng trên bao bì. Đấy, nên ăn ngay sau khi mở bao bì để tránh tiếp xúc với không khí ảnh hưởng đến độ giòn thơm của bánh. Đấy. Nếu không sử dụng hết thì nên đậy kín và giữ bánh được thơm ngon hơn. Đấy là khi chúng ta không sử dụng hết thì chúng ta nên gói lại và giữ bánh ở nhiệt kín để chúng ta giữ được cái hương vị thơm ngon và giòn xốp hơn nhé. Bảo quản sản phẩm này thì ở nơi khô mát, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để đảm bảo chất lượng bánh của chúng ta luôn đảm bảo nhé. Thì ăn bánh gạo ngon ngon thì là gần như là chúng ta sẽ phải ăn một lượng vừa phải. Nếu như chúng ta ăn quá nhiều thì chúng ta vẫn dẫn đến việc tăng cân, vì có hàm lượng đường trong bánh thì cũng không quá cao, nhưng ăn nhiều cái gì cũng không tốt nhé. Thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái clip sau nhé.